nhân sâm đại bổ nhưng lại có thể là thuốc độc với những người sau nhân sâm tuy là loại thuốc bổ khí đầu vị song không phải ai cũng thể dùng được và dùng tốt với một số đối tượng sau đây dùng nhân sâm có thể hại sức khỏe thậm chí gây nguy hiểm cho tính mạng công dụng của nhân sâm hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ dược chất của nhân sâm có tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả khi uống nhân sâm thường xuyên kiên trì người dùng sẽ nhận thấy mình có một giấc ngủ sâu và ngon hơn từ đó, nếu nam giới uống nhân sâm nhiều sẽ có sức khỏe tốt, chức năng tình dục được cải thiện rõ rệt, hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Nhân sâm có chứa nhiều dược chất quý, chúng có tác dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ đẩy mạnh quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nhờ đó, cơ thể người dùng được tăng cường sức đề kháng, quá trình lão hóa vì thế mà diễn ra chậm hơn. Điều này giúp cơ thể người uống nhân sâm tăng khả năng chống chọi với điều kiện môi trường khắc nghiệt, tốt cho hệ tuần hoàn theo các chuyên gia của viện dược liệu trung ương nhân sâm có công dụng thúc đẩy sản sinh hồng cầu hiệu quả nhờ đó nó có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu cho cơ thể bên cạnh đó là tác dụng ngăn ngừa huyết áp phòng bệnh tim mạch hiệu quả ngoài các công dụng trên nhân sâm còn có tác dụng trong việc ngừa bệnh lao xuyễn giải độc cho da nâng cao hoạt động của các cơ quan thuộc hệ tiêu hóa hiệu quả những người nên thận trọng khi dùng nhân sâm theo y học cổ truyền nhân sâm được coi là đầu vị của thuốc bổ khí và đứng đầu trong bốn vị thuốc quý của đông y sâm nhung quế phụ với công năng bổ khí ích huyết sinh tân định thần ích trí được dùng trị chứng chân khí suy kém cơ thể thường xuyên có cảm giác mệt mỏi đoàn hơi đoạn khí chân tay lạnh mạch yếu người gầy yếu những người cơ thể mới ốm dậy kém ăn trí nhớ suy giảm người ở trạng thái căng thẳng thần kinh trong người nóng háo khát đái tháo tim loạn nhịp sinh dục kém trẻ em quá gầy yếu chậm lớn nên bồi bộ sức khỏe bằng nhân sâm nhân sâm tuy là loại thuốc bổ khí đầu vị song không phải ai cũng thể dùng được và dùng tốt với một số đối tượng sau đây dùng nhân sâm có thể hại sức khỏe thậm chí gây nguy hiểm cho tính mạng người huyết áp cao tuy bổ dưỡng như vậy nhưng những đối tượng không nên dùng nhân sâm là người huyết áp cao người đang sốt cao lạnh bụng bị tiêu chảy phụ nữ có thai hoặc có khả năng có thai phụ nữ sau khi sinh bệnh nhân sơ gan kèm chảy máu đường ruột dùng sâm không những không khỏi mà còn có thể khiến bệnh trở nên nguy hiểm hơn Ngoài ra, bệnh nhân cao huyết áp cũng được khuyến cáo thận trọng khi dùng sâm bởi vị thuốc này khiến huyết áp sẽ tăng lên nhanh chóng trước khi hạ xuống. Nếu huyết áp quá ngưỡng an toàn có thể gây ra các tai biến nguy hiểm. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo thêm bà bầu trước khi lâm bồn không được dùng sâm. Người đang bị sốt, phụ nữ có thai, nhưng đối tượng không nên dùng nhân sâm là người huyết áp cao, người đang sốt cao, lạnh bụng bị tiêu chảy, phụ nữ có thai hoặc có khả năng có thai, phụ nữ sau khi sinh nhân sâm thuộc loại nguyên khí đại bổ vì thế sau khi mang thai không lâu nếu người mẹ uống hoặc dùng chúng quá nhiều thì có thể khiến cho khí thịnh còn âm hao tổn âm mà suy thì hỏa vượng đó chính là khí hữu dư tiện thị hỏa y nói khí thừa nhiều sẽ chuyển thành hỏa ngoài ra nếu dùng nhân sâm trong thời gian dài thì sẽ bị bí tiểu từ đó dẫn đến phù nước nếu người đang mang thai sử dụng nhiều nhân sâm thì sẽ xuất hiện các hiện tượng như nôn mửa phù nước huyết áp tăng thậm chí xuất huyết âm đạo và có thể dẫn đến sạy thai người bệnh gan những người mắc bệnh gan mật cần tránh sử dụng nhân sâm bởi người bị viêm gan truyền nhiễm cấp tính viêm túi mật cấp tính bệnh sỏi mật đau sườn đau bụng vàng da phát sốt đều ở tình trạng gan mật bị thấp nhiệt khí không thoát người đau dạ dày chứng viêm lết ở dạ dày do dịch vị da quá nhiều khí trệ mà sinh ra đau huyết nhiệt chạy lung tung mà sinh ra chảy máu nhân sâm bổ khí làm cho khí càng thịnh lên huyết càng hưng vượng rất khó làm giảm và hết đau thực phẩm đại kỵ với nhân sâm thuốc đông máu. Nhân sâm kỵ với thuốc đông máu nếu sử dụng có thể gây ra hiện tượng chảy máu bất thường cho bệnh nhân. Vì vậy, người đang uống thuốc đột quỵ nên tránh dùng nhân sâm. Hoặc với những bệnh nhân đang dùng thuốc rối loạn tâm thần, trầm cảm, tâm thần phân liệt có thể gây ra hậu quả khó lường tới thần kinh. Do sâm có một số hoạt chất có thể làm tăng tác dụng phụ của thuốc gây hại cho thần kinh. Hải sản, hải sản và nhân sâm là hai thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt có công dụng cực kỳ hiệu quả trong việc tăng sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên, nếu hai loại thực phẩm này kết hợp với nhau sẽ gây ngộ độc, thậm chí gây chết người. Nhân sâm là loại dược liệu đại bổ khí, các loại hải sản là thực phẩm đại hạ khí. Khi kết hợp, hai món này ăn này sẽ không trung hòa được với nhau vì hai loại mang hai đặc tính trái cực quá mạnh, triệt tiêu nhau để chiếm vị thế, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Vì vậy khi đã ăn hải sản thì không nên dùng nhân sâm. Nếu muốn dùng sâm đều đặn hàng ngày để duy trì sức khỏe, bạn nên giãn khoảng cách sử dụng hai loại thực phẩm này nên để hải sản được tiêu hóa hết rồi mới dùng sâm. Củ cải trắng, không chỉ có hải sản kỵ với nhân sâm, củ cải trắng cũng được xếp vào danh sách một trong những loại thực phẩm đại kỵ với nhân sâm. Bởi theo Đông y, củ cải giúp hạ khí, trong khi đó, nhân sâm bổ khí, nếu dùng hai loại này chúng sẽ triệt tiêu nhau. Do đó, bạn sẽ chẳng nhận được bất kỳ lợi ích nào từ nhân sâm khi sử dụng chúng với nhau, thậm chí có thể gây đau bụng, ngộ độc, nước trà. Nhân sâm được khuyến khích không sử dụng chung với nước trà. Sau khi dùng nhân sâm, không nên sử dụng nước trà vì trà sẽ làm giảm tác dụng của nhân sâm, khiến cho các dưỡng chất bị triệt tiêu. Không những không hiệu quả mà còn gây lãng phí. Để công dụng phát huy hiệu quả, bạn nên cách thời gian sử dụng của hai loại thực phẩm này tầm 3 tiếng.